Một sự lựa chọn hoàn hảo nâng tầm không gian sống. Các bác đang tìm kiếm một bộ sản phẩm về kê và trưng bày cho kho không gian nội thất phòng thờ và cho không gian nội thất phòng khách thêm phần xa hoa và lộng lẫy thì đừng nên bỏ lỡ những con siêu phẩm sập bù lào cực VIP cực đẹp bên cơ sở sập bù đẹp Hướng Hương Nam Định giá tận gốc. Và tất cả các bộ sản phẩm trên đều được cơ sở bên em làm hoàn toàn trên nền chất liệu gỗ quý và có giá trị nhất trên thị trường hiện nay, đó chính là dòng gỗ bụ lào truyền thống các bác ạ. Và ngay bây giờ đây em Hương sẽ báo giá công khai chi tiết để các bác cùng có thể nắm bắt được thông số kỹ thuật của những bộ sản phẩm sập gỗ lào bên cơ sở bên em ạ. Và đầu tiên đó chính là một bộ sập ngũ phúc kim tiền mai cài thọ. Và với bộ sản phẩm trên đang được cơ sở bên em làm với kích thước chung đó chính là 1m6 x 2m. Và với bộ sản phẩm này là đơn hàng của anh Chính tại Thái Bình. Và với mẫu sập vụ này được gọi là mẫu sập đục ngũ phúc kim tiền mai cài thọ. Và với bộ sản phẩm này được cơ sở bên em xuất ra với mức giá tài chính là 25 triệu đồng. Cho kích thước chung 1m60 x 2m, mặt khuôn 10, ván 3 phân. Và dạ tiền của bộ sản phẩm này được cơ sở bên em đục chạm bằng tay, thủ công bằng tay 100% các bác ạ. Dạ liền khối dày 10 phân, được đục chạm vô cùng kênh bông và sắc nét các bác nhé. Từng hoa văn chi tiết đều được cơ sở bên em chòi móc kênh bông rất sâu luôn đấy các bác ạ. Và ý nghĩa của bộ sản phẩm này là nó mang về phúc phần, tiền tài, may mắn về cho gia chủ. Và với bộ sản phẩm này được rất thích hợp được đặt trong không gian phòng thờ của mỗi gia đình. Nó toát lên vẻ trang nghiêm và vô cùng ấm cúng các bác ạ. Này thì đang được cơ sở bên em làm với kích thước chung là 1m6 x 2m. Và được cơ sở bên em xuất ra với mức giá tài chính là 27 triệu đồng các bác nhé. Cũng được cơ sở bên em làm hoàn toàn trên nền chất liệu là gỗ vụ lào chuẩn chỉnh 100% các bác ạ. Phần mặt sập được cơ sở bên em làm là mặt khuôn 10 ván 3 phân. Và mặt được ghép là hai tấm cùng cây, ghép vân đối xứng nhau cực kỳ là đẹp. Và tất cả các đường chi tiết mộng mẹo đều được cơ sở bên em làm vô cùng là chuẩn chỉ, bén cháy luôn đấy các bác ạ. Và với phần dạ tiền này được cơ sở bên em đục chạm kênh bông lèo kép hai lớp này các bác này. Đục chạm kênh bông lèo kép hai lớp, cực kỳ là kênh bông và sắc nét các bác ạ. Và với bộ sản phẩm này được gọi là sập đục thập điểu quần mai. Và với ý nghĩa của bộ sản phẩm này thì nó mang về may mắn, tiền tài. Mai điểu thì nó tượng trưng cho một năm mới, một khởi đầu mới thuận buồm xuôi gió. Và hình ảnh chim điểu nó tượng trưng cho tình yêu hạnh phúc viên mãn dài lâu. Và để thổi hồn vào những bộ sản phẩm trên thêm phần độc đáo và đẳng cấp thì đều được bàn tay người thợ chạm tại làng nghề mộc cổ truyền La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định đục chạm, trau chuốt, tỉ mỉ đến từng công đoạn các bác nhé. Và phải là những người thợ có tâm mới có thể đục chạm được những bộ sản phẩm sập gỗ lào kênh bông và vô cùng truyền hồn như thế này các bác ạ. Và tất cả các bộ sản phẩm bên cơ sở bên em đều lên sơn một tông gụ lào truyền thống các bác nhé. Với nước sơn không mỏng quá cũng không bị dày quá, không nhạt mà cũng không đậm các bác ạ. Và đặc biệt thì với nước sơn sang mịn như thế này, nó thể hiện một bộ sản phẩm sập gỗ lào cực kỳ là bệ vệ và khỏe khoắn luôn đấy các bác ạ. Thì hiện tại ba cơ sở tại làng nghề mộc cổ truyền La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định đang sẵn có 100 mẫu mã sản phẩm sập gỗ lào khác nhau. Và tất cả các bộ sản phẩm đều là hàng để trần mộc, thô mộc các bác nhé. Và các bác quan tâm yêu thích những mẫu mã sản phẩm sập gỗ lào bên cơ sở bên em thì hãy liên hệ kết nối ngay với em qua số hotline mà em ghi ở trên màn hình để em Hương tư vấn những bộ sản phẩm sập gỗ lào phù hợp nhất đối với không gian nhà của mình cũng như là phù hợp nhất đối với điều kiện kinh tế của mỗi gia đình các bác nhé. Và video của cơ sở bên em xin phép được kết thúc tại đây. Hẹn mọi người tại một video tiếp theo ạ.